Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Talk với Dr. Dung, được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh Facebook cũng như là kênh YouTube của Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Và mọi người cũng đừng quên là chúng ta hãy like fanpage cũng như là subscribe kênh YouTube để chúng ta không bỏ sót những tập mới nhất từ chương trình Talk với Dr. Dung ạ. Dạ vâng, đồng hành cùng với chương trình định kỳ chính là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung. Dạ vâng, em xin chào bác ạ. Chào chị Dung ạ. Chào tất cả khán giả chương trình Talk với Dr. Dung ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả, thì hôm nay với tập phát sóng lần này thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về một ca đã là vỡ túi ngực lậu. Thì ca này đã là gây chấn động trong dư luận trong thời gian vừa qua. Thì chúng ta hãy là cùng xem tập phát sóng hôm nay để chúng ta có thể biết về nguyên nhân nào đã dẫn đến là tình trạng vỡ túi ngực lậu, và từ đó thì các bác sĩ đã đưa ra những cái giải pháp nào. Và bên cạnh đó thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu liệu phương pháp nào vừa giúp chúng ta làm đẹp mà vừa an toàn, quý vị nhé. Và trước tiên thì chúng ta hãy cùng nhau cùng xem lại ca vỡ túi ngực này. Thêm một nạn nhân vỡ túi ngực lậu, silicone công nghiệp tràn ra hố nách. Sáng ngày 4 tháng 10, bệnh viện JW tiếp nhận một trường hợp nguy kịch. Bệnh nhân bị vỡ túi ngực, thâm tím quầng vú, ngứa ngáy, silicone công nghiệp tuôn trào dính chặt vào các mô tuyến ngực và tràn ra hố nách. Bệnh nhân là chị BTA đến từ Lâm Đồng. Qua khai thác bệnh sử, chị A cho biết đã từng nâng ngực tại một thẩm mỹ viện nhỏ ở Sài Gòn cách đây 14 năm. Khi nâng ngực, bác sĩ thực hiện không cho chị A biết tên túi ngực cũng như thành phần cấu tạo nên túi, mà chỉ nói với chị là túi ngực hiện đại nhất của Pháp. Vài năm gần đây, chị A thấy xung quanh đầu ti ngày càng xuất hiện nhiều vết thâm tím, vùng khoanh ngực hứa âm ỉ. Cho rằng đây là vấn đề da liễu bình thường nên chị A không đến bệnh viện để kiểm tra. Đến khi những vết thâm tím chuyển sang màu đen, lan rộng khắp cả quầng vú, tình trạng ngứa xuất hiện kèm những cơn đau co thắt thường xuyên, chị A đã cầu cứu bác sĩ bệnh viện JW. Dạ vâng, đó là trường hợp của một chị khách hàng, chị ở Lâm Đồng, và gặp tình trạng là vỡ túi ngực do sử dụng phải túi ngực lậu. Túi ngực này thì đã bị cấm trong cách đây 14 năm trước. Và bác sĩ Tú Dung ơi, thì không biết là khi mà bác tiếp nhận điều trị cho ca này thì không biết lúc đó bác có suy nghĩ như thế nào ạ? Thật ra thì đầu tiên thì phải nói là đây một trường hợp khá đặc biệt. Cái cô này thì cô làm túi ngực cũng mười mấy năm rồi. Cái triệu chứng mà khi cô đến gặp bác sĩ đầu tiên là cái ngực cổ bắt đầu xuất hiện những cái màu sắc nó màu thâm tím, và bắt đầu nó ngứa toàn một cái ngực. Đó là cái triệu chứng rất là bất thường, và cảm thấy là cái ngực một bên bắt đầu nhỏ hơn mà ngứa, là cái chuyện bất thường. Như vậy nếu chúng ta nâng ngực thì chúng ta thấy cái màu sắc cái ngực nó bình thường hoàn toàn. Như vậy cô này tại sao xuất hiện cái màu sắc quanh quần vú xuất hiện màu thâm đen là một, và bắt đầu ngứa toàn bộ cái ngực hết. Đó là chuyện đầu tiên. Và chúng tôi khám thì chúng tôi xác định là đây có thể là trường hợp vì hai ngực bắt đầu trên nhau thì đa phần cái túi ngực nó vỡ thì sẽ trên nhau, và chúng tôi sẽ tiến hành chẩn đoán và khám lâm sàng cũng như làm một số cái cận lâm sàng và chụp camera, thì chúng tôi biết được là trường hợp túi ngực nó vỡ, nó tràn ra tới hố nách luôn, nó thấm vào các mô luôn. Đó. Thì chúng tôi quyết định là trong trường hợp túi ngực vỡ thì chúng ta bắt buộc là phải phẫu thuật để lấy ra. Dạ thưa bác ơi, thì không biết là khi mà em nhìn thấy ca này á, thì hoàn toàn là túi ngực bị vỡ nát, thì không biết là đâu là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này ạ? Thực ra thì bản thân tôi cũng như các bác sĩ về tạo hình thẩm mỹ thì mổ ngực cũng khá nhiều, mà trường hợp gặp túi ngực vỡ thì nó cũng không có gì là quá ghê gớm. Vì đôi khi chúng ta kỹ thuật mổ chúng ta nhét vô mà không đúng, cái vị trí móng tay nó hơi dài hay nhét nó xé rách một cái bao đó. Cái bao túi ngực có hai ba bao trong bao ngoài, nó xé một phần thì có thể rách từ. Tuy nhiên đa phần nó rách thì cái gel của ngực nó an toàn. Còn trong khi trường hợp của cái bạn của khách hàng này khi mổ vào đó, thì chúng ta thấy một cái bất thường đầu tiên đó, là toàn bộ cái màu sắc và cái dịch của trong túi ngực nó nhớt mà nó vàng như một cái chất lợn cợn đó. Nó không phải là chất gel bình thường đó, là chúng ta thấy, và nó thấm lan tỏa hết. Và khi phát hiện ra là đây một cái túi này là túi đã cắm rồi, túi bíp, tức là túi mà cái túi ngực của nước Pháp mà sau này toàn thế giới cấm hết rồi. Cái nguy cơ túi ngực này thứ nhất là dễ vỡ, tại vì cái chất gel mà trong cái túi ngực là gel công nghiệp, cái chất gel này rất dễ bị ăn mòn, và chất gel là một chất cấm gây ung thư nữa, và chất lượng của túi ngực nó là kém nữa. Như vậy là chính những nguyên nhân này làm cho vỡ túi ngực đó. Dạ vâng. Thì thưa quý vị ơi, thì cũng như bác sĩ Tú Dung vừa chia sẻ, thì việc mà chúng ta lựa chọn một túi ngực cũng rất là quan trọng ạ. Chúng ta nên là cần tìm hiểu trước khi mà chúng ta quyết định làm đẹp, quý vị nhé. Và cũng như đó là chúng ta hãy là lựa chọn những cơ sở uy tín ạ. Dạ vâng, thưa bác sĩ ơi, thì với trường hợp mà chúng ta bị tràn hoàn toàn là cái silicone ở trong ngực như thế, thì cái lúc mà bác điều trị và lấy ra nó có khó khăn không ạ?
Cái đầu tiên á, thì cái túi ngực nó vỡ xong thì Shizuo nó thấm hết cái mô và cái dịch nó nhầy, nó nhớt, nó không phải như một cái, nếu mà cái túi ngực tốt thì cái gel nó mở, nó vỡ ra thì nó màu trắng và nó không có xâm nhập nhiều. Cái trường hợp để xâm nhập nhiều bắt buộc chúng ta phải rửa sạch hết cái khoang thành ngực, rồi bơm rửa hết và nó thành những mảng mảng nhỏ nó thấm vào á, thì cái vấn đề nạo nạo lấy ra thì hơi tương đối khó khăn. Đó là chúng ta phải nạo xử lý hết vấn đề đó, và chúng ta phải làm sao dẫn lưu được cái khoang ngực nó phải sạch sẽ. Vì nếu chúng ta dẫn lưu không tốt thì chắc chắn là cái gel công nghiệp này nó sẽ còn lại, mà cái chất gel công nghiệp này người ta chứng minh là cái chất ăn mòn như axit, chính vì ăn mòn làm vỡ túi ngực. Cho nên chúng ta làm sao chúng ta phải bơm rửa nạo hết cái gel công nghiệp này thì an toàn, và chúng ta phải dẫn lưu. Thay vì dẫn lưu trong vòng 24 tiếng thì chúng ta sẽ dẫn lưu trong vòng 48 hay 72 tiếng đó. Thì sau khi nó ổn định rồi thì chúng ta phải theo dõi định kỳ mới đánh giá là tình trạng ngực sẽ xử lý như thế nào. Dạ vâng, em xin cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bác ạ. Dạ bác ơi, thì em thấy là những khách hàng cũng có thắc mắc là đối với những tình trạng mà mình tái phẫu thuật lại như thế này, thì khi mà mình có nhu cầu là muốn làm đẹp lần nữa với bác, thì không biết là nó có cải thiện hay không, hoặc là nó có đẹp như lúc ban đầu hay không ạ? Thì đây là câu hỏi rất là thú vị, và cũng là nhiều người đặt ra. Thường thường là sau khi chúng ta mổ xong rồi thì có một cái gì đó không hài lòng hoặc biến chứng nào đó thì mổ lại kết quả như thế nào, thì thực sự là cũng khó trả lời chính xác. Tuy nhiên nếu chúng ta làm, một là chúng ta coi cái biến chứng đó có ảnh hưởng nghiêm trọng hay không. Ví dụ bây giờ trường hợp này cấu trúc mô vẫn còn được, mô tuyến vẫn còn được, đúng không? Thì chúng ta có thể tái tạo lại là ngực vẫn có thể đẹp đặn được. Tuy nhiên nếu một số trường hợp mà mắc quá, mô quá nhiều thì tùy vào tình trạng đúng chúng ta xử lý. Ví dụ bây giờ mô mỡ mắc nhiều quá thì chúng ta có thể cấy mỡ đó. Cho nên nó tùy thuộc vào cái kết quả sau khi điều trị khoảng 6 tháng. Dạ vâng, em xin cảm ơn chia sẻ của bác ạ. Dạ vâng, thì quý vị cũng có hoàn toàn là yên tâm. Nếu như mà chúng ta gặp những cái triệu chứng nào mà chúng ta nghi ngờ thì chúng ta hãy cứ đến khám tại cơ sở uy tín, và từ đó thì chúng ta cũng có thể là tầm soát được những cái biến chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ ạ. Và bác sĩ Tô Dung ơi, thì ngoài cái ca ngực ra thì em thấy là bệnh viện JW cũng có chữa trị rất là nhiều những cái ca biến chứng khác. Thì em thấy đây là một phương hướng rất là khó, tại vì mình làm đẹp thì khá là dễ, còn mình làm lại những cái ca mà biến chứng thì rất là khó. Thì không biết là định hướng của bác mà mình đi theo là chữa trị những ca biến chứng, thì bác có thấy là mình có gặp khó khăn gì không ạ? Thực sự đây là một cái vấn nạn mà thực sự tôi thấy đây, trường hợp trên màn hình mà bạn nhìn thấy là một cái trên cái ngực có lỗ rất là sâu đó, như một cái tổ ong vậy á. Mà tôi đã mổ trường hợp này rất là kinh, là bơm silicone vào trong ngực, mà các bạn biết silicone là cấm bơm đã cấm sử dụng rồi, bơm vào trong hoại tử hết mà có lỗ dò ra. Trường hợp này đã mổ xong là tái tạo rất cực. Thực ra trường hợp này làm rất vất vả, nên thực sự là nếu mà làm về thẩm mỹ, làm về tạo hình thì ít khi nào người ta đi chọn những cái ca khó vậy. Ví dụ mình chọn lựa cái gì là lần đầu tiên mình mổ nhẹ nhàng, nhưng mà trường hợp này không phải là chọn lựa, nhưng mà chúng ta thấy gặp rất nhiều trường hợp biến chứng tai biến về phẫu thuật thẩm mỹ, và mình thấy mình đồng cảm với người ta được, người ta đau đớn vậy mà mình không làm thì rất là tội nghiệp người ta đó. Cho nên khi gặp những trường hợp này, chính vì thấy cũng tội nghiệp, nếu mình không đồng cảm, mình không làm thì chắc người ta mang những cái khuyết tật vậy, những cái ám ảnh vậy, những đau khổ suốt đời thì rất là khổ. Cho nên tôi mới quyết định là những ca đó tôi cố gắng tôi làm, những kết quả nó sẽ thành công, nhưng mà nó khó hơn rất nhiều với trường hợp lần đầu tiên đó. Chứ không mình không muốn định hướng cái điều này, đúng không? Và trong quá trình hành nghề thì chúng tôi mổ rất nhiều trường hợp, rất không phải là ngực này, mũi, về hàm mặt, về hút mỡ, nhiều trường hợp lắm đó. Bản chất của phẫu thuật thẩm mỹ là đem lại cái tạo hình, đầu tiên xuất phát từ tạo hình, đem lại điều trị những khuyết tật, và bên khi tạo hình khuyết tật đem lại cái thẩm mỹ, giá trị thật cho đó. Tuy nhiên sau này thì có nhiều cái vấn đề về cái cơ sở làm đẹp không uy tín. Nhiều người không phải bác sĩ, cũng không phải là cơ sở làm đẹp, họ tự ra làm tùm lum hết. Nó thành vấn nạn, làm mất đi, làm xấu xí đi, xù xì đi cái ngành phẫu thuật thẩm mỹ. Cho nên tôi vẫn nghĩ trong tâm rằng mình sẽ chữa trị, và mình sẽ là một người tiên phong đi làm việc và tìm lại giá trị thực của phẫu thuật thẩm mỹ. Là tôi cam đoan tôi sẽ làm được đó. Tôi không phải là người giỏi nhất tất cả, nhưng mà tôi nghĩ là mình có tâm mình làm, tự mình làm sẽ lan tỏa ra, nhiều bác sĩ sẽ làm. Và cuối cùng chúng ta thấy rằng cái sự lan tỏa của những cái tốt nó sẽ lấn át những cái không tốt, và lúc đó cái giá trị thẩm mỹ là một giá trị thực sự đem lại hạnh phúc cho mọi người đó.
Dạ vâng ạ. Em xin cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bác ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, thì đó cũng chính là một cái nghĩa cử rất là cao đẹp mà bệnh viện JW muốn hướng tới, là có thể là tìm đúng lại giá trị thật của thẩm mỹ ạ. Và mong rằng tập phát sóng ngày hôm nay sẽ giúp các quý chị em có thể biết được đâu chính là những cái phương pháp làm đẹp đúng đắn. Và khi mà chúng ta gặp những cái trường hợp nào mà chúng ta nghi ngờ là chúng ta bị biến chứng thì chúng ta hãy đến những cơ sở để thăm khám quý vị nhé. Và đừng để cho thời gian trôi qua, và khi đó thì việc chữa trị sẽ rất là khó khăn ạ. Và quý vị cũng đừng quên là chương trình Talk với Dr. Dung được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh Facebook cũng như là kênh YouTube của Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Bệnh viện JW đang có chương trình khuyến mãi là giảm đến 25% cho các dịch vụ làm đẹp và khuyến mãi 50% tăng sức đề kháng. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tập phát sóng tiếp theo ạ.